đi để ngồi chờ thông báo của đoàn nhà để xuống đấy, lấy mẫu xét nghiệm. Tắt tất cả đèn điện và các thiết bị điện dùng ngay công nhân. Cảm ơn mọi người. Sau khi xét nghiệm xong thì được đóng dấu nha. Đóng dấu này xong rồi thì ra bình thường. Đây, đây tại nhà Lê Minh Tinh nha. Tower đó, cao không? À, hôm nay có cách ly để lấy mẫu xét nghiệm Covid nha. Mình cũng mới lấy mẫu ra. Vì có một cái F0 trên lầu tầng 6 của tầng 6.